Chào mừng mọi người đến với Mê Lan TV. Mọi người có nhớ là Mê Lan TV nợ mọi người một clip gì không? Đó chính là cái clip mà phần tiếp theo của những giò lan ghép lên cây. Rất buồn thông báo một điều là cái kết quả mà những giò lan ghép lên cây đã thất bại, gọi là thất bại hoàn toàn, thì không đến nỗi hoàn toàn đâu, mà là thất bại nha cả nhà, rất là thất bại. Thì sau đây Mê Lan TV sẽ gặp lại mọi người sau vài giây quảng cáo đó thôi, để mà cho mọi người xem cái kết quả vì sao nó thất bại nha cả nhà. Thôi, Mê Lan TV đã quay trở lại với mọi người đây. Mọi người theo dõi Mê Lan TV, mọi người sẽ không chỉ thấy thành quả đâu, mà mọi người sẽ thấy có hậu quả nữa. Nếu làm ra nào có hậu quả, mọi người sẽ cũng sẽ được xem, và làm ra thành quả mọi người cũng sẽ được xem. Nói chung là kết quả thế nào cho mọi người xem thế đó. Bây giờ đây là những cái giò lan mà ghép lên lên cây sung nè. Thì trong thời gian đầu cây phát triển rất là tốt về bộ rễ, về mầm, nhưng mà đến cái thời gian mà cây nó phát triển lên rồi á thì nó lại không phát triển tốt. Nó có nguyên nhân của nó nha cả nhà. Thì bây giờ mời mọi người xem kết quả đi, rồi Mê Lan TV sẽ chia sẻ cái nguyên nhân mà nó không phát triển để cho mọi người tránh nha. Rồi đây mọi người, đây mọi người thấy không, mầm nó vẫn ra nè, mầm ra hết mầm này tới mầm kia đó, mầm ra hết mầm này tới mầm kia ha. Rễ là nó vẫn đi nhưng mà cũng không được tốt lắm so với những giò lan khác ha. Thì đây nè mọi người, rễ thì nó vẫn bám cây ha, bám cây bình thường, đầu rễ vẫn xanh bình thường đó, rễ vẫn ok ha. Nhưng mà cái cây lan của mình nè, lá màu xanh rất là đậm luôn, xanh đậm đen luôn mọi người thấy không đó. Còn các chồi nè, em quay cận cái lá này nè, mọi người thấy cái lá nó bị loang lỗ không, nó xanh không đều không, nó bị loang lỗ chỗ vàng chỗ xanh không đó. Thì xíu nữa sẽ phân tích cái nguyên nhân cho mọi người coi ha. Đây nữa mọi người xem cái lá này nè, nó xanh nhưng mà nó rất là loang lỗ, nó không có mướp ha, một màu xanh rất là ốm yếu đó. Lá già thì xanh rất là đậm. Đây mọi người, đây là cái mầm mới lên nè, lá già xanh rất đậm, đậm đen luôn ha, xanh đậm đen luôn. Còn đây là mà chồi non, đây là chồi non nè mọi người, mọi người thấy cái lỗ đây không, có loang đây không? Đấy à, nhìn màu xanh rất là bệnh. Đây nữa, sẽ cho mọi người coi cái mầm đây nữa. Mọi người thấy không? Chỗ xanh chỗ vàng, nghĩa là rất là ốm yếu. Cái màu này là cái màu phản ánh cái cây nó đang bị yếu ha. Rồi, bây giờ thì nghĩa là rễ có, mầm có, nhưng mà cây không phát triển. Bây giờ sẽ cho mọi người biết lý do tại sao ha. Đây mọi người xem ở trên đó ha. Trên cái mái á. Mọi người thấy không ạ? Cái mái đó là mái tôn ha, mà nó phía trên nó có tán lá mà lá khô nó rụng xuống đó nữa. Thì thành ra là buổi trưa là hoàn toàn không có nắng. Đây mọi người xem bên kia. Bên đó là cái tòa nhà rất là cao ha. Của ngân hàng Aribank. Nguyên một buổi sáng luôn là sẽ cũng không có nắng ha. Rồi. Chỉ có buổi chiều. Buổi chiều thì nó bị những cái này nè. Những chậu lan này nè. Đó, những chậu lan này. Che hết lại. Thì cái nguyên nhân mà lan nó không phát triển ở đây á, nó không thể hấp thụ dinh dưỡng được á, là do nắng bị thiếu trầm trọng. Đó mọi người, nắng bị thiếu rất là nhiều. Những cái giò lan to mình ưu tiên mình treo ở đây để cho nó mướt nó đẹp để mà bán ha. Đó mọi người thấy không, những cái giò lan này nó ăn nắng này, mầm mướt xanh đều hết nha. Nó mầm mướt xanh đều hết. Những giò lan bên kia cũng vậy, những giò lan bên này có mầm mướt xanh đều hết rồi. Đó. Thì là ở thành phố thì nó rất là buồn mọi người, muốn trồng lan cũng rất là khó. Ở bên này nó có một cái mái tôn, nó che nắng của mình buổi chiều, tại mái tôn nó là mái tôn của hàng xóm mà mình cũng không thấy đụng được, nên là cái đầu tiên của cái cây đó chính là yếu tố về nắng, về gió, về cái tiểu khí hậu mọi người. Phải đủ nắng cho cây, mặc dù là lan không ăn nắng 100%, nhưng không có nghĩa là nó không cần nắng. Nắng nó ăn dưới 70-50%, nhưng mà phải có lớp lưới che và nó ăn từ sáng cho tới chiều thì cực kỳ tốt ha mọi người. Còn nếu nó ăn chỉ được 1-2 tiếng thôi, cây lan của mình nó rất là yếu. Bản thân Mê Lan TV rất là mơ ước. Đây mọi người, bên đây nó có một cái miếng đất rất là to ha. Mọi người quay cho mọi người xem để mọi người cho lời khuyên là mình nên thuê luôn không mọi người. Mình thuê trồng lan mọi người.
Đây, ở đây nó có một miếng đất rất là to. Đó, bên đó là tới chắc cũng khoảng mấy ngàn mét vuông mọi người. Rất là rộng, còn có mấy lần bên này. Nhưng mà tại vì ở đây là Melon TV phải lập mái tôn nè, lập mái tôn để che nắng là do che mưa, che nắng là do mọi người á. Để cho cây không bị nhiễm nước, để mình gửi cây đi cho mọi người cho nó an toàn. Thì do lý do đó mà trồng lan ở đây sẽ không đạt ha. Chỉ có nếu mình cái chỗ này là coi như thất bại rồi nè mọi người. Không biết có anh chị nào đang gặp tình trạng tương tự như Melon TV không ạ? Nghĩa là mình trồng cây, cây bị thiếu nắng thì nó rất là eo ụt và nó không ra hoa. Nó bản thân Melon TV trồng cây ở nhà nó cũng vậy. Cái giò lan này, giò lan 3 năm không ra hoa của Melon TV nè. Tại vì trồng ở nhà mọi người. Nó có lên nó thắt ngọn ở đứng đó, lên thắt ngọn đứng đó. Nhưng mà hy vọng cái mầm này nè, cái mầm này lên ở đây nè. Mọi người thấy chưa? Ra nắng. Ra nắng khoảng 2 tuần thôi là nó đã cao bằng cái thân mẹ nè. Gần 30 xăng. Ở thân mẹ của nó cũng được có 30 à. Thân mẹ có được 30 hả? Thân con bây giờ ra nắng đầy đủ là mới có 2 3 tuần mà nó vượt lên là gần bằng thân mẹ rồi. Và đảm bảo cái thân này bây giờ nó có nắng thì nó sẽ phát triển cực tốt hơn thân mẹ của nó rất là nhiều. Như vậy là thông qua cái clip này, Melon TV muốn chia sẻ với mọi người một điều rằng mình trồng lan thì mình phải chọn cái nơi làm vườn cho nó đầy đủ nắng ha. Nó có nắng từ sáng cho tới chiều càng tốt, hoặc là nó phải có nắng được một buổi sáng hoặc buổi chiều. Còn cái chỗ này thì sáng không có nắng, mà trưa không có nắng, mà chiều cũng bị che hết nắng luôn. Nên thành ra cái cây lan của mình nó rất là yếu. Như vậy là cái kết quả này nó nghĩa là không chấp nhận thua mọi người, không chấp nhận thua. Bây giờ chúng ta phải tìm ra cái giải pháp nào đó để tăng cường cái sức quang hợp cho những cái giò lan này. Nghĩa là ở đây là nó chỉ có ánh nắng tán xạ thôi. Thì Melon TV sẽ tìm ra cái giải pháp đó và phải đi thỉnh giáo người này người kia. Thì hẹn gặp lại mọi người ở clip sau ha. Cái clip sau Melon TV sẽ chia sẻ nếu học được cái bí kíp mà tăng cường sức quang hợp cho cây lan và tăng cường cái sức tiêu thụ thức ăn của lan khi mà cái giò lan mình trồng ở nơi ánh nắng yếu nha cả nhà. Mọi người nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo để theo dõi clip tiếp theo nha. Rồi, chào tạm biệt cả nhà.